Chủ nhà chuyển đổi công tác có nhờ bên nhà tốt bán một căn nhà 3 tầng xây mới, diện tích 53,5 m². Nhà này thì được thiết kế và xây dựng độc lập, gia chủ có nhu cầu chuyển đổi cho nên nhờ bên nhà tốt bán mọi người ạ. Nhà thì chủ nhà mới ở được hơn 1 năm thôi và nhờ bên nhà tốt bán với căn nhà đường ngõ ô tô đi qua cửa, ngõ thông mọi người nha. Và với cái căn nhà này thì diện tích 53,5 m, hướng nhà là hướng đông nam. Đây, thực tế đường ngõ trước nhà. Vị trí căn nhà thuộc Đại Thành, Quốc Oai, giáp với địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa, chắc chắn là một số khách hàng dạo gần đây mà có theo dõi thường xuyên trên kênh của nhà tốt thì bên nhà tốt Ngọc Ánh đang quay rất nhiều những căn nhà mà ở Đại Thành, Quốc Oai. Đại Thành thì nó là một cái huyện, còn quỹ đất rất là rộng. Tuy nhiên với cái vị trí này thì nó tương đối là gần với lại Hà Đông, sẽ thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Quốc Oai. Căn nhà 3 tầng xây dựng kiên cố, chủ nhà cần chuyển đổi công tác thì mới nhờ bán thôi. Thiết kế của ngôi nhà ra sao thì mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể. Với căn nhà, thiết kế cửa chính của ngôi nhà là thiết kế một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện. Ngoài ra ở đây là phần để xe của ngôi nhà mọi người ạ. Khu vực để xe, đây là tủ kệ giày chủ nhà để lại. Và vào phần chính của ngôi nhà, phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế một cửa kính cường lực, cửa kéo mọi người nha. Căn nhà thì chủ nhà đã chuyển đi rồi, cho nên Ngọc Ánh quay review như thế nào thì quý vị đến xem nhà là y như vậy. Thiết kế của ngôi nhà rất là chỉn chu, đầy đủ, xây dựng lại còn độc lập, gia chủ rất là cẩn thận mọi người ạ. Xây rất là kiên cố và chắc chắn, duy nhất một căn. Đó, diện tích rộng, thoáng, có sân để xe riêng. Ngói năng lượng đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây là phần không gian phòng khách mọi người nhé. Đây, phần phòng khách thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, quạt trần. Gạch thì kích thước gạch 60-60. Chủ nhà mới ở được có hơn 1 năm mà chuyển đổi thôi, cho nên quý vị yên tâm là nhà gần như là vẫn còn mới tinh. Đây là phần không gian phòng bếp ạ. Với phần phòng bếp thì chủ nhà cũng thiết kế kiên cố đầy đủ và để lại cho mình là một bộ bếp từ này, hút mùi này. Tủ bếp thì thiết kế ở đây là tủ gỗ này, mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ở đây là ốp gạch. Với các căn nhà này, thoáng trước và thoáng sau mọi người nhé. Đây, phần sau đây cửa sổ mở rất là thoáng và chủ nhà lắp cho mình là một chiếc ở đây là rèm cửa kéo. Đây là phần không gian phòng bếp cũng được chủ nhà thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao. Rồi là hai chiếc quạt trần phòng khách, phòng bếp rất là rộng. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đây. Cũng đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Hệ thống điện nước có sẵn rồi. Căn nhà này là chỉ về dọn dẹp vệ sinh một chút thôi là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Hướng nhà là hướng đông nam. Mặt tiền của ngôi nhà 3,7 m quý vị ạ. Và với cái giá bán thì Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần bình luận. Quý vị có thể bấm vào dưới phần bình luận để tham khảo với phần giá. Tất nhiên sổ sách Ngọc Ánh xin nhấn mạnh và nhắc lại, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như hiện trạng. Cũng như với căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Toàn bộ tay vịn cầu thang là gỗ, ở dưới đây là thiết kế là sắt sơn tĩnh điện. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà xem gia chủ của ngôi nhà này thiết kế ở các tầng trên ra sao. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, cầu thang thiết kế đi lên rất rộng. Tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, đây là phần phòng ngủ ở bên trong. Phòng ngủ ở bên trong, chủ nhà thiết kế sàn gỗ. Phòng ngủ này trước kia thì là phòng của em bé. Nên là mọi người có thể nhìn thấy luôn. Giường này, tủ này, rồi là đây. Rất là thoáng. Cửa sổ, rèm cửa. Đây là bán theo hiện trạng cho nên quý vị yên tâm. Ở trên phía tầng 2 thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao. Thay vào đấy thì chủ nhà thiết kế trần thường như thế này thôi quý vị nhé. Đó. Nhà dân mà cho nên thiết kế nói chung là cũng tương đối là chắc chắn và chỉn chu. Cũng không quá cầu kỳ đâu ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em sang phòng ngủ phía ra mặt ngoài. Phòng ngủ hướng ra mặt ngoài.
Chủ nhà cũng để lại một chiếc giường, có ban công mở thoáng. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại thuận tiện. Gần nếu như tính từ vị trí ngôi nhà này mà sang tới trường đại học Phenica, nó khoảng tầm bán kính 5 km, ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn thì nó rơi khoảng tầm 5,8 km mọi người nhé. Nói chung là thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông như em đã chia sẻ. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây, phòng vệ sinh này, chủ nhà cũng thiết kế cả cabin tắm luôn. Hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu này, lavabo, đó. Cabin tắm riêng mọi người nha. Đấy, vách kính. Lavabo bàn đá đây. Hồ sơ điện nước đầy đủ, lắp đặt xong hết. Nói chung là căn nhà này là chủ quý vị dọn đồ về ở ngay. Đấy, quý vị nào mà không thích nhà xây thương mại thì có thể tìm những ngôi nhà dân như thế này. Mời mình theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và thưa quý vị, ở trên phần tầng cuối cùng của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, trên phần tầng 3. Wow! Chủ nhà thiết kế một không gian phòng rất là rộng và mở. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng làm việc, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phòng nào cũng ban công, ánh sáng, cửa sổ thông thoáng hướng ra phần mặt ngõ. Hướng nhà này thì là hướng đông nam, cho nên là mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát. Nói chung là cũng không có quá nhiều người kén chọn hướng đông nam đâu đúng không ạ? Vì nó rất là mát và thoáng. Tất cả các tầng phòng ngủ là chủ nhà không thiết kế trần thạch cao. Đây là phần sân phơi còn lại của ngôi nhà. Và quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh. Dân cư đông đúc. Bán kính có khoảng tầm 500 m là ra chợ trường phường trạm đầy đủ nhé. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể và có thể sở hữu cho mình ngôi nhà dân xây này thì quý vị liên hệ ngay với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.